chào mừng các bạn đã đến với video ảnh nền trang phục có gì thú vị phần 4. Như các bạn đã biết, Riot Games luôn thích ẩn giấu một số bí mật động trời nổ lốp trong ảnh nền của các vị tướng Liên minh huyền thoại. Cách đây vài năm, DTS Esports TV đã tổ hợp được 3 phần và hãy cùng xem phần thứ 4 có gì hấp dẫn hơn không nhé. Trong phần 3, ảnh nền trang phục Amumu tự kỷ có sự xuất hiện của 3 nhóm nhạc nổi tiếng. Lần này Amumu chơi trội lập hẳn một ban nhạc mà các thành viên là Chitana, Poppy không biết hát hay hay không. Nhưng đừng khinh nhóm nhạc TPA này, nhỏ nhưng mà có vó đấy nha. PA thì thuộc loại trâu bò với một đống CC trồng kín mặt, T thì đam to bằng con khủng long. Vậy là đủ biết tem TPA này bá đạo như thế nào rồi. Trong trang phục Art, mũi tên tình ái có sự xuất hiện của Chiname. Điều này quá là bình thường khi mà theo cốt truyện, Ash đã cưới Chiname vì lý do muốn thống nhất mọi bộ tộc. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chắc chắn không phải ai cũng biết, đó là team của Chiname, một nhân vật được người chơi biết đến với khả năng nắm dây đàn ông của mình. Như vậy, nếu ai muốn có nắm dây đàn ông thì điều tốt nhất là phẫu thuật đặt team sang bên phải là ok. Trong trang phục Morgana Vinh Quang có sự xuất hiện của các trang phục khác, đó là Zana Vinh Quang và Alice Vinh Quang. Trong ảnh nền của trang phục Gravet Riot có sự xuất hiện của Nasus Riot và Stinger Riot. Trong trang phục Twitter Face Ảo Thuật Sư có sự xuất hiện của trang bị sách quỷ nằm ở giữa ngã ba điểm hẹn của anh ta. Trong trang phục Orianna có phần ma quái và quái ma có sự xuất hiện của Gấu Tipper, Annie và lính đánh xa được nhồi bông. Đồng hồ Temmo xuất hiện trên đầu của ông già Rylan. Trong trang phục Vladimir Zukon diễn tả một cuộc đua xe bốc khói đít, người dẫn đầu là Vladimir Zukon, sau đó đến Bran Zukon và cuối cùng là Gragas Zukon. Mối quan hệ của Amumu và Annie không thể nào bàn cãi. Khi mà trong trang phục Amumu quả trả lại, có một hộp quà gửi đến Annie và bị trả lại. Hộp quà có dòng chữ Tu Annie, hay trong trang phục Suýt Hoa Vương có sự xuất hiện của Annie đang đứng nhận vương miệng. Một góc khác bạn có thể nhìn thấy Amumu trong ảnh nền của Annie Hoa Hậu. Hay trong Annie Gấu Bé Bỏng có bức tượng của Amumu. Dinh Ngày Tuyết Rơi và Lulu Mùa Đông Kỳ Diệu xuất hiện trong single Ngày Tuyết Rơi. Trong ảnh nền của Seruani, kỵ sĩ Poro, xây vô la của Seruani là một chiếc bánh cho Poro ăn. Hơn thế, theo hướng xả rắm của Poro có sự xuất hiện của Mazaha và Orianna. Poro có dâu trong Lulu Lờ Lòng Mùa Đông Kỳ Diệu. Blitz Riot trong trang phục Kale Riot. Trong bộ trang phục cá tháng 4 năm 2015 có sự xuất hiện của bóng ma Ramut, Temmo, Poro và Amumu. Trong Leola Tiệc Bể Bơi, Tarik với cái quần hồng huyền thoại đang đuổi lắc với bộ bikini, trong khi đó là Ezreal đang nhìn Leola với cái nhìn đầy ganh tị. Trong ảnh nền của trang phục Gravest Tiệc Bể Bơi có sự xuất hiện của Ajok, Rinik, Renekton, Rinh, Kata, Garen, Dorius. Trong ảnh nền của Renekton có sự xuất hiện của Gragas, URF, Ahi, Rai, Temmo, Carthus, Karik, Zing, Vrak. Trong ảnh nền của Poppy Búp Bê có sự xuất hiện của Ramut, mũ của Lulu, Temmo, Poro, robot của Rambo, máy bay của Cocky và bom của Zing. Hình như có cả tay của Gấu Tipper. Điều đặc biệt ở đây là chả hiểu Poppy thấy gì mà sướng như vừa được, còn cứ nhìn thấy cái mặt thằng nào là mặt thằng đấy buồn như xít ngâm, kể cả con Poro nữa chứ. Trong hình nền của Chitana có sự xuất hiện của Temmo, Amumu, Ezreal, TPA, Poro và mũ của đội Fnatic. Hình nền trang phục Chitana du kích có sự xuất hiện của Gangplank cùng đồng bọn. Chả biết áp tải cái gì mà có vẻ nhìn nghiêm trọng vãi, nhìn có vẻ giống cái thùng bom nổ của Gangplank. Mà thôi, cho anh em nhà mình đoán nha. Tiếp theo trong ảnh nền của trang phục Mid Fortune nữ cao bồi sẽ thấy ảnh truy nã của Fiddletic với giá 6k3. Thứ nhất, lần sau truy nã thì vẽ cho giống giống tí, nhìn chả biết là cái gì. Thứ hai, 6k3 thì vào mẹ cửa hàng mua cho rồi, còn truy nã làm cái đếch gì cho mệt. Trong trang phục Mid Fortune tiệc bể bơi có sự xuất hiện của Dr. Mundo, lưỡi dài 1 cây số, Blitz mắt trột và lắc với Lee Sin đang cầm điện thoại. Không biết là Lee Sin mù nên cầm điện thoại ngược hay cố tình cầm điện thoại để tự sướng. Trong trang phục Sen Huyết Nguyệt có sự xuất hiện của Zilin Huyết Nguyệt. Trong hai trang phục Sen Nội Khoa và Samurai đều có sự xuất hiện của Akali. Tất nhiên phẫu thuật cần có y tá, đánh nhau cần có đồng đội, nhưng không hiểu đều là Akali thì Riot có ý gì nữa. Trong hình Rai giáo sư, trên bảng gồm các trang phục Vladimir, hội trưởng học sinh, Ahi, nữ sinh thanh lịch, Darius, học sinh cá biệt, và tấm hình đằng xa là Fiora, cô giáo thảo. Trong hình nền của Kale có sự xuất hiện của Gario, đề cập đến tình bạn giữa hai vị tướng này trong cốt truyện. Trong ảnh nền của Kennen có vẻ như cho gắt đau dạ dày vì nuốt chửng một chú lính mà không bỏ vũ khí của chú lính đó đi. Trong ảnh nền của Anivia
Có thể các bạn không biết, Anivia sở hữu rất nhiều hồng ngọc và lam ngọc. Nếu ai rảnh, đếm hộ mình có bao nhiêu viên lam ngọc và hồng ngọc, nhân lên xem Anivia có bao nhiêu máu và bao nhiêu mana nhé. Trong hình nền của Temmo yêu tinh Giáng sinh, có sự xuất hiện của Gragas trong vai trò ông già Noel, Cosmo trong vai trò chú tuần lộc, và dễ thấy nhất đó là Ugot người tuyết. Trong nhóm trang phục thể thao vua, dù bị giết rất nhiều nhưng lính vẫn đến cầu vũ cho chính thủ phạm đã giết anh em bạn bè mình. Trong trang phục sĩ quan vi, dễ thấy có sự xuất hiện của trang phục Caitlyn cảnh sát trưởng. Đó là điều bình thường của cặp đôi phá án này. Nhưng điều bất bình thường đó là sự xuất hiện của Jin X trong dáng vẻ đắc chí của mình. Trong ảnh nền của Cosmo hóa thạch ở phần 3, mình có thiếu tướng Omen chưa xuất hiện trong trò chơi nhưng xuất hiện trong ảnh nền của trang phục Cosmo dưới dạng một bộ xương hóa thạch. Trong ảnh nền của Janna dự báo thời tiết, có một lốc xoáy rất to. Không chỉ những loài nhỏ bé như Temmo bị xoáy lên, mà cả những loài to như con bò Alita còn bị xoáy lên nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ channel và nhận những video mới nhất bạn nhé.